July bản tin ngắn. Thẩm phán đã ra phán quyết chống lại quận Fulton County của đảng Cộng Hòa trong tranh chấp ứng viên hội đồng bầu cử. Một thẩm phán của tiểu bang Georgia đã phán quyết chống lại đảng Cộng Hòa quận Fulton trong nỗ lực một ứng cử viên của hội đồng bầu cử của quận. Nhóm đã đệ cái đơn kiện và yêu cầu lệnh cấm tạm thời để ngăn hội đồng ủy viên của quận lấy một cái ghế trong hội đồng bầu cử. Thẩm phán tối cao Christopher của tòa án tối cao Fulton đã từ chối ban cái lệnh vào thứ năm sau khi ủy viên lập luận rằng không có chỗ trống trong hội đồng bầu cử. Luật sư David của nguyên đơn. Vụ kiện đã được thêm vào hồ sơ tòa án trực tuyến, nhưng phán quyết của thẩm phán vào chiều thứ sáu thì không. Trước đây các ủy viên đã bỏ phiếu 5-2 để không bổ nhiệm Jason, một trong hai ứng cử viên mà đảng Cộng Hòa của quận đã chọn cho hội đồng ghi danh về bầu cử của quận Fulton. Quận Fulton là cái quận mà đang bắt đầu điều tra ông Trump. Vậy cái sự kiện mà cho là ông Trump gọi điện thoại để xin phiếu đó, để đi kiếm phiếu đó. Trước đây các ủy viên đã bỏ phiếu 5-2 để không bổ nhiệm Jason, một trong hai ứng cử viên của đảng Cộng Hòa của quận đã được chọn cho hội đồng. Đảng Cộng Hòa của quận trình rằng hội đồng từ chối bổ nhiệm Jason vì thách thức danh sách cử tri và đang kiện các ủy viên vì cáo buộc vi phạm luật của quận khi không được chỉ định ứng cử của đảng. Hội đồng đã bổ nhiệm hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ của quận là một ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa. Các thành viên hội đồng phục vụ nhiệm kỳ 2 năm, nhiệm kỳ gần đây kết thúc ngày 30 tháng 6 và nhiệm kỳ mới bắt đầu ngày 1 tháng 7. Trong phiên điều trần hôm thứ Năm, các ủy viên lập luận rằng họ không tin rằng họ có thể thay thế cái quyền nắm giữ của đảng Cộng Hòa vào thời điểm này và rằng không có khoảng trống nào được lấp đầy trong hội đồng bầu cử. Chủ tịch đảng Cộng Hòa quận Fulton Stephanie Andrews nói các ủy viên bao gồm các bản khai tiên hữu thệ, thành viên của đảng Cộng Hòa bầu cử nắm giữ và nói rằng anh ta ở lại cho đến khi nào ứng cử viên khác được chọn. Andrews cho biết cô nắm giữ không bao giờ nói chuyện như quận ngăn chặn cô và kể cả luôn gặp trập trí người khác. Lập luận mặc dù của đảng Cộng Hòa Mark Wingate giữ ghế của mình, nhưng đảng này vẫn từ chối có quyền ứng cử viên của mình trong hội đồng. Wow, có nghĩa rằng là gì? Tức có nghĩa rằng là cuộc tranh luận của đảng Cộng Hòa trong quận Fulton bị thất bại. Là bởi vì họ vẫn tiếp tục, quận này là quận rất đảng dân chủ. Ứng cử viên của đảng Cộng Hòa và hội đồng bầu cử thách thức danh sứ cử tri, phán quyết chống lại vì đang có đơn kiện. Thì tóm lại, cái quận này là cái quận, nó sẽ là một câu hỏi vô cùng lớn cho những cuộc bầu cử tiếp theo. Và đó là bản tin ngắn. Chào tạm biệt.